Tỉnh đoàn và hội đồng đội vừa tổ chức tuyên dương tài năng trẻ tỉnh Vĩnh Long năm 2023. Có 10 gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, đạt nhiều thành tích cao được tỉnh đoàn tuyên dương. Đoàn và hội đồng đội tỉnh tổ chức tuyên dương tài năng trẻ nhằm cổ vũ, động viên và lan tỏa những tấm gương tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến của tài năng trẻ, tạo động lực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ phát huy tài năng, sự sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.